Ăn gì khó có quan lo, tập 38. Dạ, con chào bà. Bà có thích ăn món gì đó không? Con mua cho bà ăn. Dạ, bà ăn có khổ bánh mì, bây giờ ngon. Con thích ăn trái cây không? Cây được. Con mua trái cây con ha. Một cái hộp mít rồi. Một hộp bưởi. Trái hộp táo. 11 giờ khuya cho nên mình không có tìm được cái sạch trái cây nào hết trơn, cho nên mình phải vô cửa hàng tiện lợi để mua. Thì mình mua được những cái phần như này. Chắc là mình sẽ mua thêm bánh cho cô. Bánh này con chở ra mai con về con mua chứ kịp không? Dạ con mua quay lại liền. Em có con năm nay được nghe hoài. Con năm nay 21 tuổi. Còn nhỏ hơn con trai cô. Cô ở với nó nhưng mà cái đầu óc nó không mấy gì được tỉnh. Bữa trong ngày nào hay ngày nãy rồi. Chồng cô đâu? Trong bão mưa hoài đâu có tiền đâu. Rồi cô cứ không có tiền trả nhà trọ rồi cũng không có tiền ăn. Cô đau hai cái chân. Cô bị xe rồi nó bỏ cô luôn. Con hồi lúc nó hơi tỉnh tỉnh nó bình thường á nó cũng đi làm. Cô có nhà mà bây giờ cho anh Hùng với mẹ ở mẹ rồi. Con này ngoài Bắc nó vô hai anh em nó. Mình thấy hoàn cảnh khổ mà mình mới nói thôi đi ở đi, cô để cho ở, cô có mình với ông anh Hùng à. Dạ. Cô để cô dọn bớt đồ đi lại nhà, mướn cái nhà. Ông đưa cho cô chút đỉnh tiền. Cô mướn nhà cô cho hai vợ chồng với con đứa con ở. Hướng sao? Ở được nhà luôn. Lấy nhà cô luôn hả cô? Giờ cô buồn cô, không biết làm sao. Cô mướn mướn mượn ông luật sư để làm cho cô mà ông ăn 30%. Con thấy cái nhà mà 1 tỷ và ăn 300 triệu mà giờ 10 tỷ ăn hết 3 tỷ. Cô cũng chấp nhận luôn. Rồi cái cô mới đưa cho ông coi cái hợp đồng mười mấy năm trước, 12 năm trước. Ông nói giờ làm cái đơn tuyên bố hủy bỏ hợp đồng đó đi, khi bà lấy được nhà rồi ta lấy cái hợp đồng này ta đưa ra ta bắt bà phải bán nhà trả 30%. Ra hôm nay tới là cô buồn, cô nản. Con thì không có nhiều, con có chút đỉnh con gửi cho cô. Con có gì đâu con. Dạ không. Cô giữ đi. Cô cảm ơn con nhiều, con được phước. Con còn nhỏ mà con làm việc tốt quá. Có sao cái tốt để mình. Con có ghé thăm cô, không cần tiền bạc gì đâu. Dạ. Thế là cô cháu mình thật sự được rồi. Dạ. Con chúc cô thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ.